thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tiếng tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy đức quán thế âm bồ tát Đức Đại Thế Chí Bồ Tát Bà Thanh Tịnh Đại Hại Chúng Bồ Tát Nguyện cho hết thảy chúng sanh Đều phát Bồ Đề Tâm Sanh về cực lạc Nhập Thanh Tịnh Chúng Chống Thành Phật Đạo Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Tập 21 Do Tịnh Không Lão Pháp Sư Chủ Giảng Ngày 25 tháng 4 năm 2010 Giảng tại Hiệp hội Phật Đà Giáo dục Hồng Kông chư vị pháp sư chư vị đồng học xin hãy ngồi xuống xin xem đại thừa kinh vô lượng thọ giải trang 19 Dòng thứ sáu đếm từ dưới lên Xem câu này từ trang sau Chúng ta đọc kinh văn Linh minh Đổng triệt Trạm tịch thường hằng Cô minh lịch lịch Bỉnh Hách hư không Linh quang độc diệu quỳnh thoát căng trận chúng ta xem tới chỗ này mấy câu này do đại cổ đức tán thán miêu tả tự tánh thật ra chẳng có cách nào diễn tả tự tánh nói cách nào cũng chẳng trọn vẹn chỉ có thể nói được một phần rất ít tổng hợp cách nói của nhiều vị cổ đức chúng ta có thể lãnh hội đôi chút tổ sư bảo chúng ta chuyện này phải đích thân chứng thì mới có thể hiểu rõ đó gọi là như nhân ẩm thủy lãnh loãng tự tri quý vị chưa chứng đắc nói kiểu nào dù là phật nói hay bồ tát nói đối với quý vị cũng đều rất khó hiểu vì nó chẳng phải là cảnh giới của chúng ta trong đoạn này cũng giảng rất rõ ràng đó chính là lý thể của dạng hữu trong vũ trụ tất cả hết thảy các pháp đều từ chỗ này biến hiện ra như vậy nó có thể sanh, có thể hiện a lại gia là có thể biến cái có thể sanh, có thể hiện sẽ nhất định là đã có a lại gia nếu không có ai lại gia Sẽ chẳng thể có sanh có hiện Cõi thượng tịch quan được nói trong tình tông Chính là từ tánh Chữ đại quan binh tạng Cũng nhằm hình dung tánh thể này Nó chẳng phải là hiện tượng vật chất Mà cũng chẳng phải là hiện tượng tinh thần Chẳng phải là hiện tượng vật chất nên năm căn mắt tai mũi lưỡi thân của chúng ta chẳng có cách nào tiếp xúc nó nó chẳng phải là vật chất nhưng cũng chẳng phải là hiện tượng tinh thần nên chúng ta tư duy tưởng tượng chẳng được vì vậy trong kinh phật thường dùng bốn chữ bất khả tư nghị tư là tư duy quý vị nghĩ không ra tư duy có giới hạn tuy nó có công năng rất lớn đó là thứ thứ sáu kinh dạy chúng ta đối với bên ngoài tư duy có thể duyên tới hư không pháp giới đối với bên trong nó có thể duyên tới ai lại gia nhưng chẳng thể duyên tự tánh vì vậy nhất định phải là đích thân chứng thì mới có thể biết đến khi nào sẽ có thể chứng đắc kinh dạy chúng ta từ bát địa trở lên có tất cả năm mươi giai tầng bồ tát giống như chúng ta đi học lớp một lớp hai có tất cả năm mươi lớp phải đạt tới bát địa bát địa rất cao cao nhất là thập địa bồ tát để bát địa đã thấy kiến tánh Nói kiến tánh Tức là đã thật sự thấy Nếu nói theo nghĩa rộng Sơ trụ trong viên giáo đã thấy rồi Sau khi thấy Hãy còn có tập ký vô thị vô minh chưa đoạt tuy tập ký chẳng chướng ngại sự tức là nói trong tự tánh vốn sẵn đủ trí huệ đức năng tướng hảo nó chẳng bị chướng ngại có thể nói những điều này sau khi được thấu lộ sẽ chẳng khác gì phật quả rút ráo đó là vũ trụ thuở tối sơ được bắt nguồn như thế nào. Họ biết những điều ấy là do Thầy nói. Chứ họ chưa đích thân chứng được. Đạt tới bát địa sẽ đích thân chứng. Vì ấy chứng đắc giống hệt như Thầy đã giảng, chẳng khác nhau. Khi ấy là đích thân chứng đắc. Câu thứ nhất Linh minh động triệt Trạm tịch thường hằng Nói về tác dụng của nó Này chúng ta gọi linh là cảm ứng Đối với sự cảm ứng tột bực di tế Tự tánh đều có thể hiểu được Biết rõ ràng Trành trẻ sự cảm ứng ấy Nó khởi tác dụng ra sao? Tác dụng là đối với những dao động vô cùng di tế Trong trọn khắp pháp giới Từ không giới Nó đều có thể hiểu rõ Các khoa học gia hiện thời cũng phát hiện Họ nói trong thế gian này không có vật chất. Tất cả hết thảy các hiện tượng đều là hiện tượng dao động. Các khoa học gia cận đại đã nói như vậy. Phật Pháp bảo khởi nguyên của vũ trụ là một hiện tượng dao động vô cùng di tế. Trong tu qua nghiêm áo chỉ vọng tận hoàng nguyên quán, Hiền thủ quốc sư đã giảng rất rõ ràng. Trong sách ấy, ba đoạn đầu quá thật nhằm giải thích hai câu này. Từ nhất thể khởi nhị dụng. Nhị dụng là hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần sinh khởi. Khi sinh khởi, tác dụng gồm ba điều. Thứ nhất là châu biến pháp giới. Đổng kiệt là trọn khắp pháp giới Linh minh động triệt Là trọn khắp pháp giới Hư không giới Nó đều hoàn toàn biết Nó có tác dụng ấy Hiện tượng vật chất cũng như vậy Mà hiện tượng tinh thần vẫn như vậy Nói theo Phật Pháp Hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần Dung hợp với nhau Tuy là hai thứ Nhưng chúng chẳng cách trời trong khi chúng ta học tập vấn đề này, dùng điện ảnh hiện thời để làm tỷ dụ, đặc biệt là tivi Vì trong hiện tại, gia đình nào cũng hầu như hàng ngày chẳng rời khỏi tivi Tôi tỷ dụ màn hình với tự tánh. Các hình ảnh trong tivi ví như các hiện tượng dao động sanh khởi, Tức là hiện tượng tinh thần và vật chất Vĩnh viễn chẳng thể tách lìa tự tánh Hãy tách lìa thì chúng sẽ không còn nữa Chúng ác phải hiển thị trên màn hình Không có màn hình chúng chẳng thể hiển thị Màn hình là chân tánh Những hình tượng ấy là quyển tướng Một đằng là chân, một đằng là giọng Chân là gì? Tướng được hiện trên màn hình Xanh diệt trong từng sát na. Nó có xanh diệt nên là hư quyển, chẳng thật sự tồn tại. Màn hình là dính hằng, dính hằng không thay đổi, đó là chân. Nhưng quý vị phải hiểu, chân dòng bất nhị, chân dòng nhất thể, diệu dụng ở chỗ này. Khi đó khởi ra tác dụng Thì sự dao động ấy đúng là trọn cấp pháp giới Loại thứ hai là xuất sanh vô tận Trong tự tánh của a lại gia a lại gia là tích biến a lại gia là cái thức năng biến Hết thể các hiện tượng là sở biến Y báo và chánh báo trang nghiêm trong người pháp giới là sở biến Năng và sở bất nhị Năng biến và sở biến là một không hai A-lại-gia ở đâu? A-lại-gia ở trong tướng phận trong kiến phần và tướng phần đều có Đều chẳng tách rời Nghiệp tướng, chuyện tướng, cảnh giới tướng Tuy một mà ba, tuy ba mà một Quyết định chẳng thể độc lập Vì thế gọi là hư quyển Quyển tướng, mộng, quyển, bọt bóng Bất luận dưới trạng thái nào Thể của chúng đều là trạm tịch thường hằng. Trạm là thanh tịnh. Tịch là tịch diệt. Chúng ta dùng cương lãnh tu học trong tựa đề kinh này để nói sẽ dễ hiểu. Trạm là thanh tịnh. Tịch là bình đẳng. Thường hằng là vĩnh hằng bất biến Những chữ này nhằm miêu tả từ tánh Và sự khởi tác dụng của từ tánh Thể, tướng và dùng như Kinh Hoa Nghiêm đã giảng Đều thuộc trong một câu này Vì vậy câu này quá thật chẳng dễ hiểu cho lắm tiếp theo là cô minh lịch lịch cũng là hình dung cô là chỉ có tự tánh thực sự chỉ có tự tánh là bất sanh bất diệt chẳng có đối lập chẳng có tương đối hãy khởi lên tác dụng thì có tương đối quý vị thấy tinh thần và vật chất là tương đối Tuy tương đối Chúng dung hợp với nhau Trong tinh thần có vật chất Trong vật chất có tinh thần Hôm qua có một vị đồng học Tìm được trên mạng internet Hôm nay đã làm thành DVD Tối qua tôi có xem một chút Hình như đoạn phim ấy dài 45 phút. Đó là báo cáo gần đây nhất của một nhà khoa học Mỹ đang khảo sát <laughs> nghiên cứu nhằm chứng tỏ nước có ký ức nếu sau khi phát hiện này được xác nhận trong vật lý học sẽ dấy lên một cuộc cách mạng rất lớn cách mạng gì vậy hiện thời chúng ta nói khoáng vật chẳng phải là sinh vật nhưng nghiễm nhiên là trong ấy có thấy nghe hay biết lại còn có ký ức có ký ức thì có thể báo thù hay không chúng ta xử tệ với nó nó có báo thù hay không nếu có báo thù à, sẽ phiền lắm ngày nay chúng ta phá hoại núi sông đại địa trên địa cầu phá hoại chúng nếu chúng ghi hận sẽ báo thù chúng nó sẽ báo thù bằng động đất bằng thiên tai rất đáng sợ do vậy trong kinh giáo đức phật một mực dạy chúng ta hãy cung kính hết thảy trong phật pháp nói tới luân lý luân lý là nói về quan hệ người thế gian chúng ta nói tới luân lý thì chỉ nói về quan hệ giữa con người ngũ luân là quan hệ cha con quan hệ vợ chồng quan hệ vua tôi quan hệ anh em quan hệ bằng hữu nói tới những mối quan hệ này nhưng quan hệ được giảng trong phật pháp không chỉ là quan hệ giữa con người với nhau mà còn là quan hệ giữa con người và hết thảy động vật phật pháp giảng khá nhiều quan hệ quan hệ giữa con người và các nhiều không gian khác nhau trong các nhiều không gian khác biệt lại có sinh vật còn có mối quan hệ giữa con người và hoa cỏ cây cối đó là quan hệ với thực vật quan hệ giữa con người và núi sông đại địa quan hệ với con người với đoạn cấp pháp giới hư không giới luân lý được giảng hết sức rộng sau khi đã biết quan hệ đức phật sẽ dạy cho chúng ta một tâm thái cung kính hết thảy quý vị thấy sám nghi trong phật pháp vừa mở đầu bèn nhất tâm đảnh lễ nhất thiết cung kính chúng ta cung kính qua cỏ cây cối cung kính núi sông cung kính vạn pháp trong vũ trụ không có gì chẳng dùng tâm cung kính nguyện thứ nhất của phổ hiền bồ tát là lễ kính chư phật bao gồm quan hệ luân lý được giảng trong nhà phật đối xử tử tế với dạng vật qua cỏ cây cối. Chúng nó có thọ tưởng hành thức. Trong những năm qua, chúng tôi cũng chứng thực chuyện này. Tôi trồng trọt rau dưa, cây ăn trái đều có cảm ứng. Chúng ta khởi tâm động niệm chúng nó sẽ biết đều có cảm ứng chúng tôi đối xử tự tử với chúng chúng cụ báo đáp rất tốt đẹp lá đặc biệt xanh hoa đặc biệt thơm quả đặc biệt ngọt chúng nó báo đáp đấy nếu những loài chim nhỏ trùng nhỏ muốn ăn những loài rau dưa hoa quả ấy chúng tôi ước định với chúng nó chúng tôi cũng chiếu cố chúng nó chúng nó cũng chiếu cố chúng tôi do vậy vườn rau của chúng tôi nhất định chừa ra một khu vỏ khu ấy chuyên dành cho tiểu trùng ăn chúng đến đó ăn chẳng quấy nhiễu những nơi khác cây ăn trái cũng vậy chúng tôi chỉ định mấy cây chuyên dành cho các loài chim nhỏ chim tới ăn trái cây sẽ ăn trên mấy cây ấy nếu cây không được chỉ định sẵn, chúng nó chẳng quấy nhiễu. Do chúng tôi đối xử hết sức tốt đẹp với những loài trùng nhỏ, chim nhỏ ấy. Đôi bên tôn trọng lẫn nhau, chiếu cố lẫn nhau. Cho nên qua quả chẳng cần thuốc sát trùng. Thuốc sát trùng có hại. Khi chim nhỏ ăn vào, sẽ mắc bệnh có người ăn vào lâu ngày cũng sanh bệnh, bản thân trái cây cũng bị biến chất. Vì thế, chế nên dùng những thứ ấy, không chỉ chế nên dùng thuốc sát trùng mà phân hóa học cũng chế nên dùng. Chúng ta chẳng cần đến những thứ ấy. Dùng thiện tâm đối đãi những tiểu động vật và qua cỏ cây cối, sẽ thấy đặc biệt tốt đẹp. Những nông phu lân cận Đến thăm nông trường của chúng tôi Đều vô cùng kinh ngạc Các vị dùng phương pháp gì Mà trồng tốt đẹp gần ấy Tôi bảo họ Tôi dùng phương pháp niệm Phật để trồng Trong vườn rau Vườn cây ăn quả Chúng tôi đặt máy niệm Phật Suốt 24 giờ Phát ra Phật hiệu a di đà Phật cho cây cối nghe Chúng tôi chỉ dùng a di đà Phật để trồng trọt Những năm qua trồng trọt rất thành công Vậy thì quý vị hãy nói Đó là đạo lý gì? Ở đây nói linh minh động triệt Trạm tịch thường hằng Chính là đạo lý và nguyên lý ấy Nó chẳng lìa tự tánh Từ trong tự tánh biến hiện Do vậy chúng ta tùy thuận tánh đức Thì thứ gì cũng tốt đẹp Trái nghịch tánh đức Sẽ xảy ra phiền phức liền khoa học kỹ thuật trái nghịch tánh đức có thể trồng trọt quả hạt to đùng nhưng chẳng ngọt chẳng có mùi vị gì, gì hoặc nhìn ngon lành lắm ăn vào chẳng có mùi vị gì, gì đó là gì đó là thiên nhiên báo thù chúng ta đừng nên đối đãi với chúng như thế mấy câu tiếp theo đều là tán thán Bệnh hách hư không đây là tán thán hàm dung không hữu trong ba thứ trọn khắp đây cũng là như nhà phật thường nói Tâm bao thái hư lượng châu xa giới Chẳng có ngàn mé Linh quang độc diệu Quýnh thoát căng trần Đây là đặc biệt đối với người tu hành Người tu hành hãy nên làm như thế Linh quang độc diệu là nói về trí huệ Trí huệ viên mãn. Trí huệ viên mãn do đâu mà có? Quý vị có thể buông căn trần xuống. Trí huệ và đức tướng trong tự tánh thấy đều hiện ra. Căn là lục căn, trần là lục trần. Thật ra, ở đây vẫn nói về lục thức. Nói cách khác, Chớ nên chấp tướng. Căn và trần là hiện tượng vật chất. Lục thức trong căn trần bao gồm thức, căn trần thức hợp thành 18 giới. Thức là hiện tượng tâm lý. Hiện tượng vật chất và hiện tượng tâm lý Thấy đều phải buông xuống. Vì sao? Chúng là giả. Linh quan độc diệu là chân. Linh quan độc diệu là trí huệ bát nhã sẵn có trong tự tánh. Dạng đức dạng năng. Trong kinh Quan Nghiêm, Đức Phật đã dạy, thế thể chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Chữ linh Quang chỉ điều ấy. Chỉ cần quý vị buông phân biệt chấp trước xuống, nó sẽ hiển hiện. Cố liên trì đại sư tán viết Đại tài chân thể Bất khải đắc Nghi tư nghị giả Kỳ duy tự tánh dư Những câu này đều nhằm tán thán tự tánh Tự tánh cũng là bất đắc dĩ Vừa đặt tên là tự tánh Như trong phần trước đã nói Ngay cả cái tên tự tánh Cũng đừng nên chấp trước Hãy quý vị chấp trước thì cũng trật rồi Đoạn tiếp theo là Thật tướng chi chỉ như Thượng Thu Minh Tông chỉ của Thật Tướng Đã được giảng đại khái trong đoạn trước Hết thảy các kinh đại thừa Đều căn cứ trên Thật Tướng của các Pháp để nói Đó là chân tướng của hết thầy các Pháp Đức Phật giảng kinh căn cứ vào đâu Căn cứ trên chân tướng của hết thầy các Pháp để nói nói những gì những gì phật nói cũng chẳng thể rời khỏi chân tướng của hết thảy các pháp chúng ta có thể nói thích ca Bồ-đi phật thậm chí hết thảy kinh giáo do mười phương ba đời hết thảy chư phật như lai đã nói đều nhằm giải những gì thật tướng của chư pháp nếu dùng một câu đơn giản gần gũi để nói thì là giảng về chân tướng của vũ trụ vàng pháp, giảng về điều ấy. Tiếp đó lại nói về bản kinh này, chỉ ư bộ kinh thể tánh. Đối với bộ kinh vô lượng thọ này, hà đắc sơn di thật tướng gia, cũng có thể gọi là thật tướng ư hạ thân kỳ thuyết. Nghĩa là tiếp đó bèn nói rõ Quả đúng như vậy Thế thân Bồ Tát Ngài Thế thân còn gọi là Thiên thân Trong giảng sanh luận có mấy câu như thế này Trang nghiêm Phật độ công đức thành tựu Trang nghiêm Phật công đức thành tựu Trang nghiêm Bồ Tát công đức thành tựu Thử tam chủng thành tựu quyền tâm trang nghiêm ưng tri Ba thứ thành tựu ấy Là thành tựu trong Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Phật Độ là Y Báo Phật Bồ Tát là Chánh Báo Phật là buông toàn bộ vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống bồ tát là đang buông xuống chưa buông sạch sành xanh chưa triệt để đó là bồ tát bồ tát là tiếng phạn quyền tra đại sư giải thích dịch sang nghĩa tiếng hán là giác hữu tình Hữu tình Là còn có tình thức Tình thức chưa đoạn Nhưng đã giác ngộ Phật thì sao? Phật là giác Dù một chữ này là được rồi Phía sau chẳng có hữu tình Phật thật sự giác ngộ viên mãn rốt ráo bồ tát tuy giác ngộ nhưng tình thức chưa đoạn quyền trang đại sư dịch theo cách ấy chúng ta gọi những bản dịch trước thời quyền trang đại sư là cổ dịch cổ đại đức dịch chữ bồ tát thành đại đạo tâm chúng sanh đại đạo tâm là giác chúng sanh là hữu tình cũng dịch rất hay quả thật là từ quyền trang đại sư trở đi dùng cách gọi bồ tát là giác hữu tình khá nhiều ba thứ thành tựu này là y báo và chánh báo trang nghiêm quý vị thấy thầy là một vị phật trang nghiêm đó là công đức của thầy đã thành tựu bồ tát là học trò do vậy trong thế giới tây phương trong thế giới hoa tạng Chúng ta chỉ nhìn thấy người trong các thế giới ấy gồm hai loại người. Một là Phật, hai là Bồ Tát. Trừ hai loại này ra, dường như kinh chẳng nói tới ai khác. Nếu chúng ta quan sát cẩn thận thế giới ấy, sẽ thấy Thế giới ấy giống như gì? Thế giới ấy là trường học. Trong trường học chỉ có thầy và học trò. Không có tổ chức chính phủ nào. Trong thế giới cực lạc, chẳng nói có quốc dương. Trước nay chưa hề nói. Thế giới hoa tạng cũng không có một thiên dương nào. Do vậy, những tổ chức như trong thế gian chúng ta, chỉ trong lục đạo mới có, Bốn thánh pháp giới chẳng có Trong lục đạo bèn có Sắc giới thiên có đại phạm dương Sơ thiền thiên có ma hê thủ la thiên dương Tứ thiền thiên Trong vô sắc giới không có Vô sắc giới không có hiện tượng vật chất chỉ có tinh thần Này chúng ta nói tới duy vật và duy tâm Thì tứ thiện và tứ không Có thể tạm hiểu là tương ứng với duy vật và duy tâm Tứ không thiên là duy tâm Người đế ấy chẳng có dục thể Tức là không có hiện tượng vật chất Do vậy họ cũng chẳng cần sống trong cung điện Chẳng cần Chúng ta gọi họ là linh giới Hoàn toàn là hiện tượng tinh thần Nếu không có dục thể thì là u linh Nhưng trong vật chất nhất định có hiện tượng tinh thần Trên thực tế trong hiện tượng tinh thần vẫn có hiện tượng vật chất Nhưng chúng ta chẳng thấy hiện tượng vật chất ấy Phật Bồ Tát thấy được a la hán cũng thấy được đó là đối rõ tinh thần và vật chất vĩnh viễn chẳng tách rời trong sắc có hiển sắc và bất hiển sắc nhà phật gọi bất hiển sắc là vô biểu sắc thật ra loại sắc này đối với chúng ta cũng chẳng khó hiểu Mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng. Trong mộng có sắc hay không? Có sắc tướng. Chính mình nhìn thấy sắc tướng ấy rõ ràng, nhưng người khác chẳng nhìn thấy. Đó là vô biểu sắc. Chúng ta tưởng tượng, nghĩ đến Pháp Kinh, nghĩ đến Cố Cung. Cố Cung bèn hiện tướng ngay trong ốc. Chính chúng ta nghĩ đến rất rõ ràng. Chúng ta biết. Nhưng khi ta nghĩ, người khác chẳng biết thế nhưng đối với người có công phu quý vị nghĩ gì hiện ra tướng gì người ấy sẽ thấy nhưng người thường chẳng thể thấy điều này chứng tỏ vật chất và tinh thần vĩnh viễn chẳng thể tách rời nói duy tâm hay duy vật đều chẳng thỏa đáng chúng là một thể chẳng thể chia thành hai phương diện chia thành hai phương diện là trật rồi Giống như hiện thời chúng ta nói đến tivi Màn hình tivi và sắc tướng chẳng phải là một chuyện Nhưng chúng là nhất thể Quý vị ừ. chẳng có cách nào tách trời chúng Hệ tách trời sẽ chẳng có Câu tiếp theo rất quan trọng Phải nên biết Quý vị cần phải biết Lược thuyết nhập nhất Pháp cứu cố Pháp cứu gì vậy? tiếp đó sẽ có giải thích nhất pháp cứu giả vì thanh tịnh cứu thanh tịnh cứu là gì thanh tịnh cứu giả vì chân thật trí huệ vô di pháp thân cứu nói rõ ràng trí huệ chân thật vốn trọn đủ trong tự tánh của chúng ta đó cũng là như trong kinh giáo đức phật thường nói kiến văn giác tri có thể thấy có thể nghe có thể cảm nhận có thể biết đã thế trong kiến văn giác tri chắc chắn chẳng nảy sanh sai lầm vì sao nó là tánh đức là trí huệ chân thật khi giác ngộ người ấy chẳng lấy thân này làm thân thân này là sát thân là nhục thân người ấy chẳng coi cái thân này làm thân chân thật biết thân này là giả nên lấy pháp làm thân Pháp là gì? Toàn thể vũ trụ Trong Phật Pháp Nó hết thể dạng vật Trọn các Pháp giới hư không giới Thể đều là thân Do tự tánh biến hiện ra Thân thể này của chúng ta Vẫn là tự tánh Chẳng lìa khỏi tự tánh Giống như chúng ta xem tivi Tất cả sắc tướng chẳng thể rời khỏi màn hình pháp thân là gì màn hình là pháp thân hết thể các tướng được hiện trong màn hình đều là pháp thân không có gì chẳng phải là pháp thân sau khi chúng ta hiểu rõ thân này chính là pháp thân cũng là một trong các pháp thân tất cả hết thảy thân động vật đều là pháp thân là một không hai với ta quả thật là một thể chúng ta khởi tâm động niệm mỗi thân ấy đều nhận được tin tức mỗi cá nhân khởi tâm động niệm đều có thể giao thoa lẫn nhau vô cùng nhạy bén chẳng sai lầm tí nào cho đến cây cối hoa cỏ núi sông đại địa vô lượng vô số tinh cầu tinh hệ trong vũ trụ chẳng có gì không liên quan mật thiết với nhau trao đổi khích khao với nhau trong từng sát na nhà phật dùng cái lưới làm tỷ dụ tức là lưới trời của đế thích thiên giao thoa như vậy do vậy theo vũ trụ quan của nhà phật vũ trụ là một thể có quan hệ mật thiết như vậy đó là pháp thân Pháp thân vô di Nhưng không gì chẳng làm Vô di là nói về tự tánh Không gì chẳng làm là nói về a lại gia a lại gia là dòng tâm Tự tánh là chân tâm Chân vọng bất nhị Vì thế điều này khác với triết học Thời đầu dân quốc Âu Dương Cánh Vô Đại Sư trong bài phát biểu nhân dịp giảng diễn lần thứ tư tại Đại học Trung Sơn. Khi ấy cũng gây chấn động trong giới học thuật. Ông ta nói, Phật Pháp chẳng phải là tôn giáo, chẳng phải là triết học, mà là nhu cầu tất yếu trong hiện thời. Nêu ra một lập luận như thế, chẳng phải là tôn giáo thì chúng ta chẳng bàn tới. Vì sao chẳng phải là triết học? Triết học có năng và sở, Phật Pháp tuy nói đến năng và sở, nhưng năng và sở là một, chẳng hai. Do vậy, đó chẳng phải là phạm trù triết học, nên chẳng thể bảo Phật giáo là triết học được. Vậy thì nên nói là gì? Phật Pháp là Phật Pháp, không thể dùng danh từ nào khác để thay thế. Đó là cách nói của Âu Dương Đại Sư. Chúng ta nghe xong cũng cảm thấy rất có lý. Ông ta nói Phật giáo là nhu cầu tất yếu trong hiện thời. Câu nói này hết sức nói thẳng vào trọng tâm. Do vậy, vô di là thể, hữu di là dụng. Vô di là thanh tịnh, địch diệt. Hữu di là cái thứ hai trong ba thứ trọn khắp được nói trong hoàng nguyên quản xuất sanh vô tận sau khi chúng ta hiểu rõ chân tướng dùng tâm thái gì để đối ứng hàm dung có và không tâm đường cuối gì vốn to như vậy hết thảy đều có thể bao dung bao dung thì sẽ chẳng so đo Đúng là tâm bao thái hư lượng châu xa giới. vốn là như vậy. Mỗi mỗi đều là như vậy. Thử luận thực hiện xử lý vô ngại chi nhất chân pháp giới. Tức sự di chân, đương tướng tức đạo. Đây là nói về chư Phật, Bồ Tát và hoàn cảnh sống của họ trong thế giới cực lạc nay chúng ta gọi đó là vũ trụ cụ hoàng vô cùng tán thán mấy câu này của thế thân bồ tát trong giảng sanh luận. Khi chúng tôi gặp mặt, cụ cũng thường nhắc tới, cũng thường tích dẫn mấy câu này để chỉ rõ thế giới cực lạc là nhất chân Pháp giới, sự lý vô ngại. Tức sự di chân, sự Là tướng Chân là tánh Tánh tướng bất nhị Tánh tướng như một Đường tướng tức đạo Đạo là nói về tánh Tướng là nói về sự Hai câu này có ý nghĩa tương đồng Cực là thế giới chủng chủng y chánh đa nghiêm Nhất nhất gia thị chân thật trí huệ vô di pháp thân ở đây cụ hoàng đã giảng ý nghĩa lời nói của thiên thân bồ tát theo lý chân thật là tự tánh trí huệ là bát nhã vô di là đức pháp thân là tướng chúng là nhất thể nhất nhất tức thì thật tướng pháp vốn là như vậy tự tánh là thật tướng bát nhã là thật tướng đích cũng là thật tướng tướng cũng là thật tướng cố dân bổn kinh dĩ thật tướng di thể giả đây là nói theo giảng sanh luận của thiên thân bồ tát tiếp theo đó minh cựa am đại sư giết Quỳnh lâm ngọc chiếu Quỳnh Lâm là cây báo trong thế giới Tây Phương. Ngọc Chiếu là ao sen. Trong đại bổn, lẫn tiểu bổn, chúng ta đều thấy điều này. Trực hiện ư tâm nguyên. Tâm nguyên là tự tánh. Thọ lượng quang minh toàn chương ư tự tánh. Thọ lượng là đức. Quang minh là trí. Vô bài trọn vẹn tự tánh. thảy đều là tự tánh viên mãn thấu lộ chúng ta từng nói là tự tánh phóng quang quang minh biến chiếu chính là nói đến ý nghĩa này chương là chương hiển trong bộ viên trung sao u khê đại sư cũng nói đến ý nghĩa này giống như vậy Quỳnh lâm ngọc chiểu thọ lượng quang minh cổ nhất thiết chư pháp chi tướng giả Nhân tác thực hiện ư tâm nguyên toàn chương ư tự tánh cố hạ tương chi khải đắc tài tướng chính là phi tướng phi tướng chính là tướng đó là giáo pháp đại thừa đến chung cực nhập pháp môn bất nhị nhập pháp môn bất nhị Tức là Như Đức Phật thường chỉ dạy chúng ta Chớ khởi tâm Đừng động niệm Chẳng phân biệt Chẳng chấp trước Quý vị sẽ khế nhập Làm được chẳng phân biệt Chẳng chấp trước Thì vẫn chưa được Vẫn chưa nhập Pháp môn bất nhị Nhập Pháp môn bất nhị Là Pháp thân Bồ Tát Theo như Kinh Hoa Nghiêm đã giảng Đó là bậc sơ trụ Trong viên giáo trở lên Buông phân biệt chấp trước xuống Nhưng còn có khởi tâm đồng niệm quý vị Vẫn chưa thoát khỏi mười pháp giới Chưa ra khỏi mười pháp giới Quý vị sẽ chẳng có cách nào kế nhập cảnh giới bất nhị Đó là một giới hạn rất lớn Là ranh giới giữa Phạm và Thánh vượt thoát mười pháp giới bèn minh tâm kiến tánh chúng ta thường nói là thành Phật. Cư sĩ Giang Dị Đông chú giải kinh Kim Cang trong bộ Kim Cang Kinh Giảng Nghĩa của chính ông đã giảng về chư Phật như lai. Quý vị thấy ông giải thích chữ chư Phật chẳng phải là nhiều vị Phật mà chư Phật là 42 tầng cấp tức thập trụ những địa vị ấy đều thuộc viên giáo ngoài thập trụ ra còn có thập hạnh thập hồi hướng thập địa đẳng giác diệu giác ông ta giải thích chư phật như lai là 42 địa vị chư phật như lai minh tâm kiến tánh bèn thành phật minh tâm kiến tánh là đã buông khởi tâm đồng niệm xuống chẳng khởi tâm, chẳng đồng niệm. Đương nhiên, chẳng có phân biệt, chấp trước. Trong cảnh giới này, vì sao còn có 42 tầng cấp? Không khởi tâm, không động niệm, cớ sao vẫn còn có tầng cấp? Có tầng cấp thì chẳng phải là có khởi tâm động niệm ư? Chẳng khởi tâm, chẳng động niệm. Đức Phật nói có 42 tầng cấp. Chúng ta có thể hiểu 42 tầng cấp ấy chẳng thể nói là có Mà cũng chẳng thể nói là không có Chẳng phải có, chẳng phải không Nếu quý vị nói có Thì do chẳng khởi tâm động niệm Lấy đầu ra 42 tầng cấp Quý vị nói chúng là không có Thì họ chưa đoạn tập khí vô minh Không khởi tâm không động niệm Là đoạn vô minh Vô minh đã đoạn rồi Nhưng còn có tập khí vô minh Tập khí vô binh có dày hai mỏng khác nhau. Nên vừa mới đoạn vô binh, tập khí còn rất nồng. Sau đó, cảnh giới càng cao lên, tập khí vô minh càng nhạt bớt. Chữ tập khí cũng chẳng dễ hiểu. Nên cổ đức dùng bình rượu làm tỷ dụ. Tỷ dụ này rất hay. Bình đựng đầy rượu Đổ sạch đi Đổ hết Lao chùi sạch bóng bên trong Một giọt cũng chẳng còn Thật sự chẳng có tí rượu nào Nhưng vẫn ngửi thấy mùi Đó gọi là tập khí Mùi gì ấy không lao mất được Nhưng nó cũng chẳng trở ngại sự Quý vị đem thứ khác đường trong đó Cũng chẳng ngại sự Tập khí ấy Sau một thời gian lâu dài Sẽ tự nhiên chẳng còn Do vậy trong cõi thật báo, họ dụng công đoạn tập khí ấy. Chẳng có cách nào khác. Nên gọi là vô công dụng đạo. Trong ấy, chứ nên có một tí ý niệm nào. Hãy quý vị khởi niệm sẽ đoạn lạc. Vậy là không được rồi. Vì thế, người ấy chắc chắn chẳng khởi tâm, không đồng niệm. Khi ấy, phiền não đã đoạn hết. Chẳng cần phải dùng công đoạn phiền não Lúc đó tâm từ bi trong tự tánh hiện tiền Cả ấy đã đạt được chân thành Thanh tịnh bình đẳng chánh giác Từ bi trong tự tánh Các tánh đức xuất hiện Người ấy và hết thảy chúng sanh trong tròn pháp giới hư không giới sanh khởi sự cảm ứng đạo giao. Chúng sanh có cảm, người ấy bèn ứng. Hàng sơ trụ Bồ Tát trong dương giáo có năng lực này. Nên dùng thân Phật đi độ, bèn hiện thân Phật để nói Pháp như trong phẩm Quán Thế Âm Phổ Môn của Kinh Pháp Hoa đã nói về 32 ứng thân của Quán Thế Âm Bồ Tát nên dùng thân gì để độ được bèn hiện thân ấy. Bản thân Phật Bồ Tát chẳng có ý nghĩ ta phải hiện thân gì. Nếu các ngài có ý nghĩ như vậy thì sẽ là phạm phu. Các ngài không có ngã, ngã của các ngài là Pháp Thân chứ không có một cái ngã đơn độc. Không có ý niệm ấy. Pháp Thân ở nơi đâu? Pháp thân trọn khắp Pháp giới hư không giới Không chỗ nào chẳng tồn tại Không lúc nào chẳng hiện diện Một niệm của chúng ta bèn khởi cảm ứng Do vậy Có bốn loại cảm ứng Chắc chắn có cảm ứng Có khi cảm ứng Nhưng bản thân chúng ta nghiệp chướng quá nặng Nên chẳng thể thấy được Nhưng thật sự có cảm ứng Biết chân tướng sự thật này Sẽ biết trong hết thảy chỗ hết thảy lúc trở nên có ý niệm bất thiện đừng nghĩ không ai biết dấy lên một niệm bất thiện chư phật bồ tát với số lượng chẳng biết nhiều hơn số người trên địa cầu bao nhiêu lần các ngài đều biết không chỉ chư phật bồ tát biết mà như trong mấy đoạn trước Chúng tôi cũng đã nói rất rõ ràng Tất cả vật chất đều có kiến văn giác ti Chúng đều biết Ở đời đây chúng ta khởi tâm động niệm Bạn ghế có biết hay không? Biết Vì sao? Hết thể vật chất đều có thọ tưởng hành thức Ý niệm giấy lên Chúng bạn cảm nhận Chúng cũng có thể suy nghĩ. Trong sách Hoàng Nguyên Quán đã giảng chuyện này rất rõ ràng, rất minh bạch. Nhỏ đến mức độ nào? Nhà Phật nói di trần. Ba thứ châu biến trong Hoàng Nguyên Quán đều lấy một di trần làm tỷ dụ. Một hạt di trần Nhục nhãn chẳng thể thấy Khoa học hiện thời gọi nó là nguyên tử Điện tử hạt cơ bản Năng lượng của một hạt di trần như thế Trọn cấp pháp giới Sau khi mê Năng lượng ấy biến thành Thọ tưởng hành thức trong tự tánh nó được gọi là kiến văn giác tri trong a lại gia chúng được gọi là thọ tưởng hành thức thọ là năm thức trước tưởng là thức thứ sáu hành là thức thứ bảy cái cuối cùng là a lại gia thức thức trong thọ tưởng hành thức chính là a lai gia thức a lai gia thức là năng lượng hai thức thứ sáu và thứ bảy là phân biệt và chấp trước nay chúng ta gọi chúng là thông tin năm thức đầu là do vật chất khởi tác dụng chúng có thọ năm thức đầu là thọ chúng có thể tiếp nhận có năng lực tiếp nhận vì thế mỗi hạt cơ bản đều có thọ tưởng hành thức thân thể của chúng ta do bao nhiêu hạt cơ bản hợp thành mỗi hạt cơ bản đều có thọ tưởng hành thức Trong kinh Đức Phật thường nói, một sợi lông trên thân con người. Nói theo y báo, tức là nói theo phương diện vật chất, mỗi di trần đều có thọ tưởng hành thức. Vì thế, các nhà khoa học hiện thời dùng nước làm thí nghiệm, nhận thấy nước có thể thấy, nghe, hiểu được ý nghĩ của con người. Nó có cảm nhận có thọ tưởng hành. Hiện thời họ còn thí nghiệm thấy nó có ký ức, ký ức ấy là thức, a à là giá thức chứ đừng chủng tử. Ký ức ấy chính là thức khởi tác dụng, nó có toàn bộ thọ tưởng hành thức. Thể điều trọn đủ. Đây chính là nói trong vật chất có đủ tâm pháp. Nhà Phật nói ngũ quẩn thì sắc là hiện tượng vật chất. Tọa tưởng hành thức là hiện tượng tâm lý. Bất luận trong vật thể nào cũng đều có, nhưng quý vị chẳng nhận biết. Vì thế Phật Pháp quả thật là phi thường. Tới khi nào mới có thể nhận biết hiện tượng này? Nói thông thường, thì là khi đã đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh sẽ trông thấy hiện tượng này triệt để hiểu rõ trông thấy duyên khởi của vũ trụ duyên khởi của vũ trụ là lúc nào ngay trong lúc này chẳng có quá khứ lẫn gì lai mà là một niệm ngay trong lúc này Thời gian và không gian là giả, là ảo giác. Trong Phật Pháp, thời gian và không gian được gọi là bất tương ứng hành Pháp. Nói theo cách bây giờ, bất tương ứng hành Pháp là cái niệm trừu tượng, không có sự thật. Duyên khởi vũ trụ là ngay lập tức. hai câu kế tiếp là thử chánh vô tướng bất tướng vô tướng nhưng chẳng phải là không có tướng câu này có ý nghĩa như vậy tướng nhi vô tướng chi chánh thể đó là thật tướng điều này nêu rõ đức phật nói kinh vô lượng thọ cũng là dựa trên thật tướng để nói cái ngô nhân tâm tánh lượng đồng pháp giới linh minh đổng kiệt trạm tịch thường hằng thụ cùng tam tế hoành biến thập phương cực là quốc độ phi tại tâm ngoại bách giới thiên như giai ngã bổn cụ đây là chân tứ sự thật tâm tánh của chúng ta lượng đồng pháp giới pháp giới không có ngần mé vì sao tâm tánh không có ngần mé cổ nhân trung quốc đã nói hai câu kỳ đại vô ngoại kỳ tiểu vô nội đó là người trung quốc miêu tả tâm tánh do vậy tôi nói tổ tiên của chúng ta là phật bồ tát tái lai tuyệt đối chẳng phải là giả họ nói hoàn toàn giống như phật quý vị hãy suy nghĩ hai câu nói ấy kỳ đại vô ngoại kỳ tiểu vô nội quyết định chẳng có ngần mé quý vị tìm ngần mé chẳng ra các nhà khoa học và vật lý học hiện thời bảo vũ trụ mênh mông chẳng có cái gì to lớn vượt ra khỏi nó lượng tử lực học nói về kỳ tiểu vô nội nghiên cứu hai cực đoan này nghiên cứu cách nào đi nữa vẫn chẳng có cách nào vượt khỏi những gì kinh điển đã nói Vì sao? Nhờ vào các máy móc, nhờ vào toán học đều chẳng có cách nào, đều là còn có giới hạn. Vì sao Đức Phật biết? Đức Phật chứng đắc bằng thiền định. Khởi tâm, động niệm, phân biệt, chấp trước, Ngài thấy đều buông xuống. Sau khi buông xuống, chân tướng ấy bèn rõ ràng, hiện tiền. Sau đó mới hiểu. Khởi tâm động niệm là vô thỉ vô minh phiền não. Dùng từ ngữ này rất hay. Vô thỉ vô minh phiền não. Nó chẳng có khởi đầu. Vì sao? Nhất niệm, đó là nhất niệm vô minh. Chúng ta bị phiền phức Vì sao một niệm lại có một niệm khác tiếp nối Sinh ra tướng tương tục Nếu nhất niệm là giác ngộ Tướng tương tục sẽ chẳng sanh Ngay lập tức Thường tịch quan hiện tiền Do vậy vấn đề chẳng có trước hay sau Quả thật là đương hạ nhất niệm Quý vị chẳng nắm bắt niệm ấy được Nó quá nhanh Trong một giây có bao nhiêu niệm Nếu khẽ ngón tay năm lần trong một giây Sẽ là 1600 triệu Làm sao quý vị có thể nắm bắt được Do nó là giả chẳng phải thật Nên chẳng cần phải quan tâm Hãy bận tâm là trật rồi Bận tâm sẽ sanh phiền não Quý vị bèn đọa vào vô minh. Hết thảy đều buông xuống là đúng. Chân tâm sẽ hiện tiền. Trong chân tâm có vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng. Nhà Phật gọi những điều ấy là công đức. Vô lượng công đức trang nghiêm. Trang nghiêm là tướng hảo. Vì thế, lượng đồng Pháp giới. Pháp giới nói theo những cái nhỏ nhoi, thì chẳng điều nhỏ nhặt nào không bao gồm. Nhà Phật nói trong di trần của thế giới. Trong di trần có thế giới, nhưng di trần chẳng phình to, thế giới chẳng rút nhỏ, chúng bình đẳng như nhau. Phổ hiền Bồ Tát có thể tiến nhập thế giới trong một di trần. Để lấy Phật, cúng dường, nghe kinh. Phổ Hiền Bồ Tát có năng lực ấy. Vì sao Phổ Hiền Bồ Tát có năng lực ấy? Phổ Hiền Bồ Tát trở về tự tánh. Bởi lẽ, mỗi nguyện trong 10 đại nguyện dương của ngài đều tương ứng viên mãn với tự tánh. ngài có năng lực vào thế giới trong di trần để lễ phật tham học chúng ta phải hiểu bên trong thế giới ở trong di trần ấy lại có di trần trong di trần ấy lại có thế giới trùng trùng vô tận đó là pháp tánh do vậy nhà phật thường nói rộng không ngằn bé sâu không có đáy là nói đến đạo lý này không có ngăn ngại giới hạn không có đáy pháp tánh vốn là như thế vốn là như vậy linh minh động triệt trạm tịch thường hằng là nói về tác dụng của pháp tánh thụ cùng tam tế hoành biến thập phương Thụ là nói đến tam tế, tức quá khứ, hiện tại, vị lai. Một đằng nói về thời gian, một đằng nói về không gian. Quanh biến thập phương là nói về không gian. Trọn khắp thời gian và không gian. Là nói về tự tánh. Sau đó, lại nói với quý vị, cực là quốc độ, phi tại tâm ngoại. do tự tánh biến bách giới thiên như giai ngã bổn cụ để nói về toàn thể vũ trụ thiên như chính là mười món như thị được nói trong kinh pháp hoa ngài thiên thai triển khai thập như thị thành thiên như triển khai mười pháp giới mỗi pháp giới đều trọn đủ mười pháp giới nên mười nhân mười thành bách giới đó là nói tới vô lượng vô biên thế giới trong toàn thể vũ trụ. Những điều được nói trong các phẩm qua tạng thế giới và thế giới thành tựu của Kinh Hoa Nghiêm đã giảng trọn hết tám chữ ấy. Đều là những thứ vốn sẵn trọn đủ trong tự tánh. Kế đó là lời kết luận, quý vị hiểu ngay, tâm tịnh tác Phật đồ tịnh, Độ tịnh tức ngã tâm tịnh Nếu hiện thời chúng ta muốn giải quyết vấn đề của địa cầu Cứu vớt địa cầu bằng cách nào ư? Dân dụng hai câu ấy là đủ rồi Tâm chúng ta tịnh Địa cầu sẽ thanh tịnh Địa cầu thanh tịnh chứng tỏ tâm chúng ta thanh tịnh Vì chúng có cùng một thể cho nên cảm ứng hết sức nhạy bén ngày nay chúng ta phá hoại địa cầu quý vị có phá hoại địa cầu hay không có ta phá hoại địa cầu khi nào mỗi ngày quý vị nghĩ đến tham sân si mạng mỗi ngày nghĩ tổ người lợi mình chính là quý vị phá hoại địa cầu quý vị vì tự tư tự lợi mà tạo tiếng tâm lợi dưỡng Tham cầu hưởng thụ ngũ dục lục trần Những điều ấy đều là sai lầm Tâm hạnh bất thiện Tức là phá hoại địa cầu Nói gần gũi hơn một chút Quý vị phá hoại thân của chính mình Thân thể này là tiểu vũ trụ Bên ngoài là đại vũ trụ tư tưởng bất thiện khiến cho thân thể quý vị chẳng khỏe mạnh thật đó chẳng giả tiếng nào thân thể con người là một cỗ máy nếu quý vị biết quý trọng cỗ máy ấy sẽ có thể sử dụng bao lâu trước kia thầy tôi là lão cư sĩ lý bỉnh nam cho tôi biết thầy tinh thông trung y y học rất cao minh Cô bảo tôi Nếu bảo dưỡng thân thể đúng mực Tối thiểu phải sử dụng 200 năm Quý vị không sống tới 200 năm Là do chính mình đã làm hư hỏng thân thể Do vậy chúng ta thấy đạo lý này trong kinh Phật Tâm tịnh ác cõi Phật thanh tịnh Nếu chúng ta chỉ dùng cái tâm thanh tịnh Chắc chắn thân thể này có thể sống đến 200 tuổi Mà còn có thể nhiều hơn nữa Trung Quốc có cụ bành tổ sống 800 tuổi Kẻ bình phạm chúng ta chẳng dám tin chuyện ấy Có phải là truyền thuyết hay chăng? Nếu chiếu theo kinh Phật để nói Thì bệnh tổ sống đến 800 tuổi Là chuyện có thể xảy ra Thích Ca Mâu Ni Phật Có một vị đệ tử Vẫn còn ở trên thế gian chưa nhập diệt Ai vậy? Tôn giả Đại Ca Diếp Ngài phải đợi di lặc Bồ Tát Đến thế gian này thì hiện thành Phật đem y bác của thích ca bao ni phật trao cho di lạc phật ngài làm đại biểu cho nên phải lưu lại thân thể trên thế gian phải lưu lại bao nhiêu năm phải lưu lại mấy chục ức năm có thể hay chăng có thể chứ hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng nhìn từ chỗ này Bệnh tổ 800 tuổi quá dễ dàng có trở thành vấn đề hay chăng? Không thành vấn đề. Vì vậy, thọ mạng của chúng ta dài hay ngắn là do chính tay ta thao túng, chẳng do người khác. Phải biết điều gì? Tâm tình là trọng yếu. Tâm thanh tịnh chẳng thể có nhiễm ô nghĩa là nhất định phải buông vọng tưởng chấp trước xuống đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian chẳng chấp trước nữa tâm thanh tịnh hiện tiền chẳng còn phân biệt nữa tâm bình đẳng hiện tiền có phân biệt sẽ bất bình đẳng có chấp trước sẽ chẳng thanh tịnh tựa đề kinh ghi thanh tịnh bình đẳng giác Thật sự đạt tới thanh tịnh bình đẳng giác Sẽ tự nhiên khai ngộ Đó là đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Do vậy khởi tâm đồng niệm của chúng ta Có quan hệ mật thiết với thân thể của chúng ta Mà cũng có quan hệ mật thiết với hoàn cảnh Cũng có quan hệ mật thiết với núi sông đại địa Biết mối quan hệ này biết chân tướng sự thật này chúng ta sẽ biết chúng ta có thể cứu địa cầu này có thể hóa giải tai nạn này phương pháp là dùng thanh tịnh bình đẳng giác chính mình phải nghiêm túc học tập lại còn phải giảng cho người khác nghe vì sao người khác có cầu nghiệp với chúng ta Nhiều người có cái tâm thanh tịnh bình đẳng Tai nạn sẽ chẳng xảy ra Chẳng có Vì thế người giác ngộ Sau khi giác ngộ Chỉ có một sứ mạng là giáo học Giúp đỡ kẻ chưa giác ngộ Chuyện là như thế đó Trừ chuyện này ra chẳng có chuyện gì khác. Hà hữu nhất pháp tại ngã tâm ngoại. Tổ sư đại đức thường nói: Tâm ngoại vô pháp, pháp ngoại vô tâm. Tâm là tự tánh. Không có một pháp nào ở ngoài tâm Bốn kinh sở thuyên Trực hiện bổn tâm Toàn chương tự tánh Đường tướng tức đạo Vô phi thật tướng Mấy câu này nói rất hay Đức Phật nói kinh vô lượng thọ Nói ra bộ kinh này Các vị tổ sư Đại Đức thuở xưa Đã giới thiệu cho chúng ta biết Thuở Đức Thế Tôn Tài Thế Ngài đã nhiều lần tuyên giảng bộ kinh này Hỡi thể các kinh Chỉ được Đức Phật giảng một lần chẳng giảng, giảng lần thứ hai Chỉ mình kinh vô lượng thọ được giảng rất nhiều lần những dấu chất hiện thời cho thấy tối thiểu kinh này được giảng ba lần. Nhưng kinh vô lượng thọ từ đời Hán tới đời Tổng trong 800 năm ấy tổng cộng được phiên dịch 12 lần tức là vốn có 12 bản dịch. Rất đáng tiếc, trong 12 bản dịch ấy, có 7 bản bị thất truyền. Trong bục lục của Đại Tạng Kinh, thì có ghi tựa đề những bản dịch ấy, nhưng Kinh không còn. Thất truyền 7 loại, còn giữ được 5 loại. 5 loại ấy trong Đại Tạng Kinh đều có. Năm bản ấy sai khác rất lớn. Nếu là bản gốc chỉ có một, Chẳng thể nào có sai biệt lớn như vậy. Mà phải là như thường nói, Đại đồng tiểu dị. Quý vị nói, Kinh Kim Cang có sáu bản dịch khác nhau. Quý vị hãy xem kỹ trong Đại Tạng Kinh, sáu bản ấy, Đại đồng tiểu dị. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, phần quan trọng nhất là bổ nguyện, tức là lời phát nguyện của A-di-đà Phật. Hiện thời, trong năm bản ấy, có hai bản ghi 48 nguyện Có hai bản ghi 24 nguyện Bản dịch đề tống là bản cuối cùng Ghi 36 nguyện Khi phiên dịch chắc chắn không thể nào có sai lầm được Do vậy, cổ đại đức dựa vào điều này mà phán đoán Tối thiểu, đức Phật cũng giảng ba lần Tuy bảy bản thất quyền chẳng thấy Nhưng điều này đã chứng tỏ Kinh này được tuyên giảng nhiều lần Tuyên giảng nhiều lần nhất định có dùng ý Đó là pháp môn này quá trọng yếu Pháp môn này thật sự lợi ích chúng sanh Cũng có thể nói là Trong hết thảy các kinh và Đức Thế Tôn đã nói Trong 49 năm kinh này trọng yếu nhất. Do vậy, lão dân gia tuyên giảng nhiều lần. Chúng ta phải hiểu đương tương tức đạo, vô phi thật tướng. Là cảnh giới gì? Sơ trụ trong viên giáo hay sơ địa trong biệt giáo bèn nhập cảnh giới này tướng là gì hiện tượng từ cái đây hiện tượng ấy chúng ta hiểu tự tánh tướng do tự tánh biến cổ nhân nói dùng vàng làm đồ vật món nào cũng đều là vàng thấy các món đồ liền biết chúng là vàng vàng và đồ vật chẳng thể tách rời tánh ở nơi đâu chúng ta đọc ngữ lục của thiền tông tuy đọc không hiểu nhưng thế lão hòa thượng trách nghiệm học trò coi trò khai ngộ là ngộ như thế nào làm như thế nào thuận tay lấy một thứ gì đó để so sánh ấn chứng chẳng sai trò thật sự giác ngộ chẳng lấy vật gì đuổi một ngón tay cũng được từ ngay nơi tướng chính là đạo thầy bè ấn chứng cho trò người này thật sự khai ngộ thật sự khế nhập đó là hiện tiền chẳng rời khỏi khoảnh khắc trong hiện tại không gì chẳng phải là thật tướng thật sự ngộ nhập tâm thái hoàn toàn khác biệt chẳng có phiền não thưa quý vị đoạn vô minh phiền não thì mới kiến tánh chẳng đoạn sẽ chẳng thể kiến tánh đoạn vô minh phiền não quý vị liền biết phân biệt lẫn chấp trước đều chẳng có từ vô minh sinh ra phân biệt từ phân biệt sinh ra chấp trước khi đã đoạn cội rễ toàn bộ cành lá chẳng còn sinh ra gì sinh ra trí huệ trí huệ viên mãn kẻ thật sự kiến tánh bất luận hỏi kẻ ấy vấn đề gì người ấy đều có thể nói rõ ràng rành rẽ người ấy chẳng học mà chẳng cần phải học vì sao chẳng lìa tự tánh trí huệ thần thông đạo lực hiện tiền viên mãn thể khai ngộ sẽ bình đẳng với thầy thầy bảo trò nhữ như thị ngã diệt như thị bình đẳng tánh đức hoàn toàn lưu lộ chẳng có tăng giảm vì thế, kim Phật giống như cổ Phật Tái Lai. Thanh Lương Đại Sư khi giảng tựa đề Kinh Tứ Thập Hoa Nghiêm đã nói một câu. Thích Ca Bồ Đi Phật giảng Kinh thuyết Pháp trong 49 năm. Hết thể các Kinh mà Ngài đã nói đều do cổ Phật đã nói. Phật Thích Ca chẳng nói kinh nhiều hơn cổ Phật một chữ. Chúng ta có thể tin tưởng điều này hay chăng? Trước Đức Phật Thích Ca, chẳng nghe nói tới một vị nào. Vậy sao Đức Phật dạy chúng ta? Ngài là vị Phật thứ tư trong hiền kiếp. Nhưng thời gian mỗi vị Phật xuất thế rất ngắn. Thời gian không có Phật rất dài cớ sao kinh do phật thích ca đã nói chính là kinh do cổ phật đã nói ngài kiến tánh cổ phật cũng kiến tánh kiến tánh bèn là phật phật đạo đồng nếu là đạo đồng thì quý vị có thể nói những lời do bản thân đức phật thích ca mâu ni đã nói chính là lời giảng của cổ phật cũng có thể nói như thế này những gì cổ phật đã giảng chính là lời giảng của thích ca mâu ni phật các ngài là một không hai mê mới có một hai khi ngộ chẳng còn nữa Tướng được biểu thị ấy rất hay Hình tướng được biểu thị trở về tánh đức Chẳng có chính mình Giống như khổng lão phụ tử đã biểu thị cho chúng ta thấy Lẽ nào Ngài chẳng phải là Phật, Bồ Tát Thuật nhi bất tác Tính nhi hiểu cổ Ngài khai ngộ, cổ nhân cũng khai ngộ Những thứ của cổ nhân chính là của Ngài những thứ của Ngài cũng là của cổ nhân. Ngài không nói tới chính mình. Ngài nói hết thảy những thứ của ta toàn là của cổ nhân. Phá trừ cái tâm ngạo mạn của chúng sanh. Dùng ý ấy quá tuyệt. Dùng ý ấy có công đức chân thật, hiện thân thuyết pháp. Chúng sanh Chúng sanh chưa buông những phiền não Tham sân si mạng này xuống được Đức Thế Tôn hiển thị thái độ ấy Cổng tử giảng những điều này Nếu chúng ta hiểu ý Ngài Hãy nên cảm ơn Ngài chỉ dạy chúng ta khiến cho chúng ta triệt để buông tham sân si mạng xuống. Chính mình khiêm tốn tôn trọng người khác, từ tha bất nhị, từ trong khiêm tốn mới hiện lộ tánh đức, từ lễ tán hiện lộ đức hạnh và trí huệ chân thật trong tự tánh các ngài hiện thân thuyết pháp nhằm dạy chúng ta chúng ta phải nên thấu hiểu tiếp đó như đà yếu giải dân Thật tướng vô nhị, diệt vô bất nhị. Vô nhị là nói theo thể. Không phải là chẳng hai, là nói theo tác dụng. Thị cố cử thể tác y, tác chánh, tác pháp, tác báo, tác tự tác tha đại chí năng thuyết sở thuyết năng độ sở độ năng tính sở tính năng nguyện sở nguyện năng trì sở trì năng sanh sở sanh năng tán sở tán vô phi thật tướng chánh ấn chi sở ấn giả hai câu đầu nói nhiều ngần ấy thật tướng vô nhị mà cũng chẳng phải là bất nhiệt vì thế cử thể tức là toàn bộ thể biến hiện những gì biến hiện ra y báo hoặc chánh báo đối với y chánh ở đây chúng ta nhất định phải có khái niệm rất rõ ràng chánh báo là gì chánh báo là chính mình y báo là hoàn cảnh sống của chúng ta Do vậy, chứ gì nhất định phải hiểu chánh báo. Nếu quý vị nói chánh báo là hết thảy mọi người, trật rồi. Chánh báo là chính mình, là một người. Ngoài tay ra, đều là hoàn cảnh sống. Những người khác thuộc về hoàn cảnh nhân sự của ta. Trong hoàn cảnh, có hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh tự nhiên, hoàn cảnh thuộc về hoàn cảnh hoàn cảnh đều là y báo chánh báo chỉ có một bản thân ta thân thích ca bô ni phật là chánh báo của ngài thân ta là chánh báo của ta nếu nói theo phía ta thích ca mâu ni phật là y báo của ta nếu nói theo thích ca mâu ni phật chúng ta là y báo của ngài do vậy phải hiểu thật rõ quan niệm này chánh báo là một mình ta tác pháp tác báo pháp là pháp thân báo là báo thân tác từ tác tha bất luận như thế nào đều là một tự tánh hoàn toàn do một tự tánh biến hiện giống như gì giống như y báo và chánh báo hiện ra trong giấc mộng điều này chẳng dễ hiểu Tự tính của ta biến hiện ra như thế nào Cứ sao ta có thể biến hiện người khác Biến hiện người nhiều giường ấy Trong những người ấy Còn có quan gia đối đầu Còn có những cư xử chẳng vui lòng Vì sao có chuyện này Giống như nằm mộng Quý vị thấy Có lần nào nằm mộng Mà trong mộng chẳng có chính mình Quý vị có thể tìm được lần nào nằm mộng Mà không có chính mình không có chính mình sẽ không thể nằm mộng Trong mộng nhất định có chính mình Quý vị mộng thấy rất nhiều người Mộng thấy núi, sông, đại địa Đó đều là y báo Người bình phạm chúng ta đều có kinh nghiệm Đó là tâm ý thức khởi tác dụng Thế giới hiện tiền của chúng ta Do tự tánh khởi tác dụng Thật ra trong mộng vẫn chẳng lìa khỏi tự tánh Truy cứu căn nguyên vẫn là tự tánh Hết thảy đều do tự tánh hiện à, Tiếp đó đối tới năng thuyết sở thuyết Người có thể đối Pháp chính là Phật Sở thuyết Pháp là kinh điển Có thể độ chúng sanh là Phật, Bồ Tát Sở độ là hết thảy chúng sanh Năng tính sở tính là chính mình Năng nguyện sở nguyện cũng là chính mình Chính mình phát nguyện là năng nguyện Chúng ta mong muốn nguyện của ta được thỏa Những điều tiếp theo đều có năng và sở Năng và sở là một, không hai Bất nhị là thật tướng Câu cuối cùng Vô phi thật tướng chánh ấn chia sở ấn giả do vậy nhất định phải chú tâm thấu hiểu những câu đức phật đã nói đều là lời chân thật đều nhằm giảng về thật tướng của các pháp nếu chúng ta nhận biết khẳng định những điều ấy tâm quý vị sẽ định trong tâm sẽ chẳng khởi tâm động niệm bèn khế nhập cảnh giới Tuy chẳng khởi tâm Không động niệm quá sâu Chúng ta chưa làm được Nhưng đó là sự thật Vậy thì chúng ta hãy làm từ chỗ nông cạn Dễ dàng Tức là đừng chấp trước đừng phân biệt Chấp trước là kiến tư phiền não Phân biệt là trần xa phiền não Chúng ta đổ công sức vào hai chỗ này Thấy sắc nghe tiếng chẳng chấp trước, chẳng phân biệt. Quý vị tu gì? Chẳng chấp trước là tu tâm thanh tịnh. Chẳng phân biệt là tu tâm bình đẳng. Quý vị thật sự học. Lại thưa cùng quý vị, đó gọi là thật sự niệm Phật. Chẳng phải là quý vị mong cầu sanh về Tây Phương cực lạc thế giới ư? Quý vị niệm Phật có phân biệt, có chấp trước cũng chẳng sao. Đới nghiệp giảng sanh, sanh vào cõi phạm thánh đồng cư của thế giới cực lạc. Nếu quý vị chẳng chấp trước, niệm Phật sẽ giảng sanh vào cõi phương tiện hữu duyên. Nếu quý vị chẳng phân biệt, chúc mừng quý vị, quý vị tới thế giới cực lạc, sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Vì sao? Quý vị bình đẳng, Tâm bình đẳng là cõi thật báo. Tâm thanh tịnh là tịnh độ. Tịnh độ ấy là tứ thánh pháp giới, còn gọi là cõi phương tiện hữu dư. Phân biệt và chấp trước đều có. Tâm quý vị vẫn chưa thanh tịnh, vẫn có thể giảng sanh. Pháp môn này quá thù thắng. Vì thế, thích hợp khắp ba căn thâu nhiếp toàn bộ lợi căn lẫn độ căn và người tu và người về đoạn phiền não quả thật chẳng dễ dàng đến cõi phạm thánh đồng cư bằng cách nào đối với cõi phạm thánh đồng cư một câu phật hiệu có thể khống chế phân biệt chấp trước giống như đá đè cỏ phân biệt chấp trước vẫn có chưa đoạn nhưng chúng nó chẳng khởi tác dụng là được rồi và lúc nào trong một niệm giảng sanh một niệm cuối cùng là câu phật hiệu trong tâm vẫn là một câu phật hiệu không có ý niệm nào khác quý vị sẽ giảng sanh trong một niệm cuối cùng quý vị nghĩ tới chuyện khác trở lại lục đạo không thể giảng sanh Chân tướng sự thật này hết sức trọng yếu Khi quý vị chẳng hiểu rõ ràng Sẽ thường là luôn uổng một đời này Nhất định phải hiểu rõ ràng Niệm Phật trong lúc bình thường là gì Lúc thường ngày giống như luyện binh Một niệm lâm chung là giao chiến Do vậy Có rất nhiều người bình thường niệm Phật rất khá Niệm cả đời Nhưng khi lâm chung không xong Vì còn dướng mắt chưa buông xuống được Tôi đã thấy rồi Lúc tôi mới xuất gia Tại chùa Lâm Tế thuộc Duyên Sơn, Đài Bắc Có một lão cư sĩ Lớn tuổi hơn tôi Học Phật lâu hơn tôi Trong chùa ấy có hội niệm Phật Cô làm Duy Na Hướng dẫn đại chúng niệm Phật tới cuối cùng cụ chẳng giảng sanh khi lâm chung mọi người trợ niệm cho cụ cụ bảo mọi người các người đừng niệm phật tiễn ta ta không thích lại luân hồi cho đến lúc ấy không thể làm chủ chính mình tập khí vô binh phiền não quá nặng cũng là như chúng tôi hay nói là Không buông xuống được Vì thế Buông xuống là phải buông xuống trong hiện tại Cho nên đợi đến ngày mai hay năm sau Nếu không sẽ phiền phức lớn Chúng tôi bình thường rất tôn kính vì lão cư sĩ ấy Niệm Phật rất giỏi Quý vị thấy Cụ có thể làm Duy Na hướng dẫn đại chúng Nhưng một chiêu cuối cùng Cụ làm không được Chẳng thật sự buông xuống Do vậy, do Thượng Khả Kiến toàn kinh hốt luân tại nhất thật tướng Trung. Chữ hốt luân có nghĩa là hoàn toàn, hoàn mỹ, hoàn chỉnh. Toàn bộ từng câu từng chữ trong kinh đều thuộc trong thật tướng. Lời này là thật Cố dân dĩ thật tướng di thể tánh giả Nói những điều này chẳng có gì khác Khiến cho chúng ta tin tưởng Đức Phật Nói bộ kinh này có căn cứ lý luận Chẳng phải là tùy tiền nói Một bậc từ trong tự tánh Tự nhiên lưu lộ Nói như vậy cũng hợp lý Trong đoạn cuối cùng Nêu kinh văn trong kinh này để chứng minh Hữu bổn kinh đức tuân phổ hiền phẩm dân Khai hóa hiển thị chân thật chi tế Chân thật tế là từ tánh Khai thị giáo hóa chúng sanh về chân thực tế Đại giáo duyên khởi phẩm dân Dục chứng quần manh Quệ dĩ chân thật chi lợi Đức Phật nói kinh này Quần manh là hết thảy chúng sanh Đức Phật giúp đỡ hết thầy chúng sanh giúp họ lìa khổ được vui. Lìa khổ được vui, nói đến chỗ rốt ráo là Nếu quý vị chẳng rời khỏi lục đạo luân hồi Sẽ chẳng có cách nào thật sự lìa khổ Tôi giúp quý vị sẽ lên trời Sau khi quý vị hưởng hết phước trời vẫn phải đọa lạc. Đó chẳng phải là rốt ráo. Giúp quý vị thoát ly lục đạo luân hồi, quý vị chẳng thoát khỏi mười pháp giới. Sẽ chẳng có chân lạc. Vì thế, Đức Phật giúp đỡ chúng sanh. Thật sự chỉ có một mục tiêu. Giúp quý vị thoát đi mười pháp giới. giảng sanh nhất chân pháp giới vấn đề này mới thực sự được giải quyết thật báo trang nghiêm cũng là nhất chân pháp giới cư dân nơi ấy không chỉ chẳng có phân biệt chấp trước mà ngay cả khởi tâm động niệm cũng đều không có đó là thế giới gì thế giới phật đến thế giới ấy đều thật sự thành phật chẳng khởi tâm chẳng động niệm họ có thể cảm ứng đạo giao cùng hết thảy chúng sanh trọn khắp pháp giới hư không giới cảm ứng đạo giao thì họ có khởi tâm động niệm hay không không có chẳng khởi tâm động niệm làm sao có thể cảm ứng đạo giáo chúng tôi lúc mới học phật có nỗi nghi hoặc này nghi hoặc suốt mấy chục năm chúng tôi đến thỉnh giáo các vị lão hòa thượng đại đức họ cũng chẳng giảng rõ ràng học tập vài chục năm mới từ từ thông hiểu đó là do tánh đức trong tự tánh chẳng thể nghĩ bàn, tánh đức là thường tịch quan trong ấy cái gì cũng đều không có chính là như huệ năng đại sư đã nói năm câu Đào ngờ tự tánh vốn tự trọn đủ câu này nói rõ ràng nhưng trước kia chúng tôi không hiểu nghe mà chẳng hiểu ý nghĩa này trong tự tánh thứ gì cũng trọn đủ chẳng có gì khiếm khuyết Y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới Thầy đều ở trong ấy Nhưng nó chẳng hiển lộ Giống như màn hình TV Chúng ta không mở máy Thì chỉ thấy một màn hình trống trơn Trong ấy thứ gì cũng chẳng có Lúc ấy quý vị chẳng thể nói là nó không có Khi quý vị nhấn nút Chẳng phải là hình ảnh bèn xuất hiện ư Nó ở trong cảnh giới ấy cho nên thứ gì cũng đều chẳng có Khi ứng thì chư Phật Bồ Tát có thể hiện hay chăng? Khi ứng thì sẽ hiện Hiện như thế nào? Cảm ứng Ai nhấn nút? Người cảm đã nhấn nút Chư Phật Bồ Tát bèn tự nhiên ứng Các ngài chẳng khởi tâm động niệm Người cảm cầu Phật Bồ Tát gia hộ Cho nên một niệm tâm ấy là cảm khi các ngài ứng bèn vô tâm. Giống như tỷ dụ của chúng ta trong hiện tại. Nói thật ra, chỉ có thể tỷ dụ phản phất, chẳng có cách nào tỷ dụ khích khao, không thể kiếm được tỷ dụ vừa khớp. Giống như làm thí nghiệm trên nước, nước là khoáng vật. Chúng ta đối với nước khởi lên ý niệm. Ta ưa thích người, ta yêu mến người nước sẽ tiếp nhận phản ứng bằng cách kết tinh rất đẹp đẽ cho chúng ta thấy chúng ta truyền cho nó một ý niệm khác tao chán ghét mày ta hận mày nó bèn truyền tin tức trở lại bằng cách kết tinh rất xấu xí cho quý vị thấy nó có khởi tâm động niệm hay chăng nước có khởi tâm động niệm hay chăng không có nó hiểu bằng cách nào Thổi xưa, Đức Phật đã dùng chuông trống làm tỷ dụ. Ngài nói quý vị gõ chuông, cố ý gõ chuông, nó sẽ ngưng gian. Quý vị gõ mạnh, âm thanh sẽ to, gõ nhẹ, âm thanh nhỏ. Chuông có khởi tâm đồng niệm hay chăng? Nó có phân biệt chấp trước hay không? Tự tánh cảm ứng giống như chuông trống. Quá thật, chẳng khởi tâm đồng niệm, Chẳng có phân biệt chấp trước Gõ mạnh kêu to Gõ nhẹ kêu bé Thật sự chẳng khởi tâm động niệm Vì sao? Do có đạo lý này Do trong tự tánh có kiến văn giác tri Nó là bất sanh bất diệt Thọ tưởng hành thức có sanh diệt hễ mê thì từ tự tánh biến thành a lại gia bèn có thọ tưởng hành thức trong tương lai chuyển thức thành trí thọ tưởng hành thức bèn chẳng có sắc thọ tưởng hành thức đều không có trở về tự tánh điều này quả thật chẳng dễ hiểu lắm nhưng nó là chân tướng sự thật các tướng được hiện toàn là quyển tướng Ngàn dạng phần chớ nghĩ nó là thật Hệ tướng là thật thì quý vị đã trật rồi. Coi nó là thật thì sao Coi các hiện tướng là thật sẽ tạo nghiệp Nghiệp có nhiễm nghiệp Có tịnh nghiệp Có thiện nghiệp Có ác nghiệp Và báo khác biệt Do vậy, Đối với hết thảy chúng sanh Đúng là Đức Phật Đã ban cho hết thảy chúng sanh lợi ích chân thật Chân thật là gì? Khiến cho quý vị minh tâm kiến tánh Trở về tự tánh Trong phẩm tích lũy công đức Có một câu như thế này Trụ chân thật huệ Dũng mãnh tinh tấn Nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ ở đây điều ra rất hay nói ra ba thứ chân thật chân thật chi tế chân thật chi lợi trụ chân thật huệ nói đến ba thứ chân thật chỉ có trụ trong chân thật huệ thì mới có thể dũng mãnh tinh tấn Cái thật quệ là gì? Là Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ kinh vô lượng thọ này. Kinh vô lượng thọ và quý vị phương pháp nhất hướng chuyên niệm. Và chúng ta phương pháp tu học để trở về tự tánh. Phương pháp đại triệt đại ngộ. Phương pháp thoát ly lục đạo, mười pháp giới. Phương pháp giảng sanh cõi thật báo trang nghiêm Tức là tám chữ Phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm Người thật sự làm Sẽ như Liên Trì Đại Sư đã nói Tam Tạng Thập Nhị Bộ Nhượng Cấp Tha Nhân Ngộ Này ta đã hiểu rõ Hiểu ý nghĩa thật sự của Đức Thế Tôn Đó là chân thật nghĩa ta, ta chẳng còn kiếm lấy những nỗi phiền phức nữa đó là trụ chân thật huệ bao đó lâu sẽ có thể thành công tối đa là ba năm thật đó chẳng giả tí nào ba năm sẽ đắt niệm phật tam muội có thể giảng sanh điều này được chứng tỏ trong giảng sanh truyện tịnh độ thánh hiền lục quý vị hãy đọc trong ấy gần như quá nữa là người ta niệm phật ba năm bèn giảng sanh do vậy trong quá khứ có một vị pháp sư hỏi tôi vị này cũng đã mất tức là pháp sư đức dung hình như sư đã qua đời chẳng ít năm Tuổi tác cũng sắp xỉ tôi Sư từng hỏi tôi một câu Sư nói Có đúng là những người được chép trong giảng sanh truyền thọ mạng Chỉ còn vừa đúng ba năm Sau ba năm thọ mạng đã hết Nên họ phải ra đi Tôi nghe hỏi như vậy Không cho cách nghĩ ấy là đúng Đâu có chuyện phù hợp khích khao như vậy Hai ba người thì có lẽ còn có thể Chứ đồng như thế mấy trăm người Làm sao có thể có chuyện như vậy được Chuyện ấy chẳng thể xảy ra Cứ sao họ niệm ba năm bèn giảng sanh Khẳng định là tròn ba năm Người ấy đã tu được công phu thành phiến Bèn từ bỏ tuổi thọ Công phu thành phiến tốt đẹp Chúng ta có thể chia công phu thành phiến thành ba bậc chính phẩm. Thường phẩm giảng sanh ra đi tự tại, muốn đi bèn đi. Ta có thọ mạng nhưng chẳng cần tới. Ta sang thế giới cực lạc, thân cận a di đà Phật. Đến bên kia để tu hành, thật sự đi được. Mấy năm trước, cư sĩ Hoàng Trung Sương ở Thâm Quyến, ba mươi mấy tuổi, còn rất trẻ, đã làm thí nghiệm. Bế quan niệm Phật ba năm, xem thử có thể giảng sanh hay chăng. Ông ta niệm hai năm mười tháng, còn thiếu hai tháng nữa mới viên mãn mà đã đi. Thật sự chẳng giả tí nào. Chẳng cần thọ mang nữa, thế gian này quá khổ. Độ chúng sanh như thế nào Cuộc biểu diễn ấy của ông ta Nhằm đồ chúng sanh Chẳng dạy bằng lời lẽ Mà dùng thân giáo Nêu gương cho quý vị thấy Trong tam chuyển pháp luân Cách này gọi là thị chuyển Tức là thi hiện tấm gương cho quý vị nhìn vào Thật sự chẳng phải là giả Những trường hợp như vậy quá nhiều đó là trụ chân thật huệ Thâm nhập một môn Đạt được công phu này Tam muội là định Chắc chắn định sanh trí huệ Trí huệ sanh từ tâm thanh tịnh tâm chẳng thanh tịnh sẽ sanh phiền não tâm thanh tịnh sanh trí huệ trong tịnh tông đạt được công phu như thế một là giảng sanh cực lạc thế giới hai là ở lại thế giới này hồng độ chúng sanh ở lại thế giới này thì cũng có thể nói là người ấy có nhiệm vụ mang thêm mấy người nữa về thế giới cực lạc chính mình giảng sanh thì lúc nào cũng đều có thể đi đến đi tự do muốn đi lúc nào bèn đi lúc ấy chẳng vướng mắt tí nào người ấy trù trong thế gian này mới thật sự là chịu khổ thay cho chúng sanh. Nếu người ấy chẳng trụ trong thế giới này, sẽ chẳng thể giúp đỡ người khác. Người ấy ở trong thế giới này đúng là bốn đức đã được nói trong sách Hoàng Nguyên Quán. Tùy duyên biểu dụng, hoài nghi hữu tắc, nhu hòa chất trực, đại chúng sanh khổ người ấy làm những điều này chịu khổ thay cho chúng sanh có phải là thật sự chịu khổ thay cho chúng sanh hay chăng? Chẳng phải người ấy thị hiện tướng tràng ấy vì sao? Tâm người ấy thanh tịnh chẳng có phân biệt chấp trước làm sao có khổ được? Do vậy trong tâm người ấy rất tự tại giống như thích ca mâu ni phật đều là thị hiện thích ca mâu ni phật tâm y nhất bác đêm ngủ dưới cội cây ngày sung sướng lắm. Vì chúng ta thấy rất khổ Vì sao? Chúng ta chịu không nổi Và có thể chịu được Ngài là thân kim ca bất hoại Cho nên ở trong ấy Ngài có niềm vui Pháp hỷ sung mãn Thường sanh tâm quan hỷ Hôm nay là hết thời gian rồi Ngày mai chúng ta sẽ học tập tiếp Hôm nay dạng tới đây